quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Thương như nào? Bởi vì em đi học thì chỉ có anh chỉ làm việc thôi ạ. Đấy. Ôi, hôm nay thì đi bộ về à? Vâng. Đi có một mình thôi, không có bạn à? Các bạn đi trước hết rồi. Các bạn đi trước hết rồi à? Vâng. Lớp em nghỉ sau à? Vâng. Ôi, đang trên đường đi thì gặp em Hải là đi về luôn. Thế anh Sử, anh Sử đi đâu mà không đi đón đấy? Có ông Hải ạ. Ông á? Thôi tụi này không cắt nữa. Vâng. Anh để đốt hay sao? Anh bị ông đốt hay sao? Vừa rồi thì cắm để hai con chó ăn rồi đấy. Anh nhờ một tí nữa không anh lại đi về đấy. Tí anh đi về rồi. Lên nhà em ăn cơm nhiều lần quá và ngại lắm. Lâu lâu mới ăn một bữa thôi mà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu xem là có thể là đến ngày nào mà tiến hành đào được nền cô bác. Bây giờ thì cái đoạn đường cháu Lực đang đi thì có thể là đường bê tông. Và cháu Lực muốn ghi hình lại cái khúc này một chút là xem đường của nhà ba ông cháu là đi nó sẽ như thế nào, và cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cũng biết. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Cho nên là người ta đổ bê tông đến tận kia luôn. Ôi Hải à, không biết là Hải đi đâu về. Đi đâu ấy? Hả? Tự nhiên đi đâu ấy? Nhà đây mà. À, làm nhà. Đi trên nhà Hải một chút. Vâng. Hôm nay Sử thì đi đâu rồi? Anh có thấy Sử không? Bây giờ vẫn ở trên kia mà. Sử đang ở trên kia à? Ở trên điện trường ấy. Nay là Sử làm gì trên đấy? Hôm nay sửa một tí đường với lại đi chở một hai ba xe. À, sửa đường à? À. Ôi, Hải thì đi đâu về đấy Hải? Đi học về ạ. Đấy, anh chào Hải nhá. Vâng, chào anh ạ. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy. Ôi, hôm nay thì đi bộ về à? Vâng. Đi có một mình thôi, không có bạn à? Các bạn đi trước hết rồi. Các bạn đi trước hết rồi à? Vâng. Lớp em nghỉ sau à? Vâng. Ôi, đang trên đường đi thì gặp em Hải là đi về luôn. Anh Sử đi đâu mà không đi đón đấy? Anh Sử bảo là hôm nay, sáng nay anh Sử hơi bận à? Vâng, là có công việc gì đúng không? Vâng. Là đi hộ người ta à? Vâng, hộ người ta bảo thì em bảo là ý chiều thì em về em ạ. À, chiều là anh em bảo là chiều bận thì là em tự đi về đúng không? Vâng. Ồ. Đi học về có đi có một mình như này, không đeo giày à? Đi dép thôi. Vâng. Đôi dép này là bác Kim Hoàng bác ấy mua cho đúng không? Vâng. Nhưng cái bộ quần áo này cũng là bà An Phạm bà mua cho này cô bác. Cặp này thì hôm nọ anh Trình đưa đi mua đúng không? Dạ. Khát nước không? Đây uống nước đi. Dạ. Đây uống nước một tí đi. Xong thì anh em mình đi về. Dạ. Đang trên đường đi trên nhà các em cô bác. Bảo là muốn ghi hình lại cái đoạn đường mà đi về nhà các em. Vô tình là gặp em Hải luôn. Bây giờ thì đi về thôi nhá. Dạ.
Đấy, hôm nay cháu được lên thì có mua cho các em thêm là 2 cân thịt lợn nữa. Hôm trước thì bác An Phạm có dặn cháu Lực là lên thì trích cái tiền của bác và mua cho. Thì cháu Lực cũng đã đưa cho em Hải với em Sử rồi. Và còn cái phần này thì cháu Lực là trích cái tiền của bác, của tục tiền của bà là ra mua để cho bà trước. Thế bây giờ thì đi cùng anh nhá. Vâng. Rồi, đi lên xe đi. Ôm chắc rồi nha. Vâng. Không ngày rơi đấy. Anh Sử là đi hộ người ta làm nhà. Và trên này có vẻ hôm nay bữa nay có nhiều người làm nhà phết nhờ. Mày đi học mấy tiết? Chiều đi học 3 tiết à? Chiều đi học 3 tiết à? Thế về đến nhà cũng 5 giờ đấy nhờ. Thế đi về sớm này thì đi anh Sử cũng ở thì em mày đi lấy cỏ chứ. Vâng. Không chắc nha, không rơi á. Bây giờ đi xe chắc chưa? Chắc rồi ạ. À. Chắc rồi ạ. À? Vâng. Bảo anh ấy đi thì hai anh em phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng nhá. Vâng. Chuyển cỏ về à? Chuyển cỏ à? Anh ấy phải lùi một tí, anh ấy đi được. Đúng rồi chưa? Em đi nhá. Phải những người chứ. Hãy cầm thịt này xuống đi, cầm hộ anh đi. Hãy đưa mú cho anh. Hãy cháu Lực đi từ dưới kia lên, tiện thể là cũng đi chợ luôn. Anh Sử ấy đi hộ nhà ai em có biết không? Không biết đâu. Không biết đâu à? Đi học thì học lớp A mấy? Lớp B à? Lớp B à? Được. Lớp 8B à? Được. À. Cái chỗ phần củ này thì đã đào xong chưa? Sắp xong rồi ạ. Sắp xong rồi à? Cái cỏ này chắc là cũng phải cắt đi đấy nhờ? Được. Trước kia mà em Hải với em Sử chưa có xe máy cô bác thì là cái quãng đường
của em ấy đi học là phải như thế cô bác. Có hôm thì có bạn bè đi cùng, còn có hôm thì em ấy phải đi một mình, quãng đường rất là xa luôn. Như hôm nay anh Sử thì bận đi giúp nhà người ta, thì sau này lúc nhà mình làm nhà thì người ta mới ra hộ, thì đi không đi đón được em Hải. Thì cái này thì cũng đúng thôi cô bác. Cháu Lực thì sợ là em Sử là em ấy đi chơi, bỏ mặc em Hải đi một mình như thế này thì rất là tội cho em. Và hầu như là hôm nào cháu Lực cũng lên trên nhà các em, cho nên là thường bắt gặp em Hải để đi học về thôi cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện cho em Sử rồi, bảo là anh đã đi đón Hải về cho rồi nhá, chứ không một tí em mới lại mất công lại đi xuống cái kia nữa. Hay là không biết là giờ anh Sử đang ở nhà rồi. Treo cao lên nhá, không tí chó ăn đấy. Đấy, để tối nay nấu cơm nhá. Mấy ông thì cũng không ở nhà luôn à? Ông thì cũng không biết là đi đâu rồi. Đấy, bây giờ thì cất cặp sách đi. Cất cặp sách lên bàn này. Đấy, còn cái máy quạt các em thì vẫn còn dùng được tốt chưa em? Được ạ. Nồi cơm điện thì vẫn còn dùng được không? Được ạ. Được à? Vâng. Thế chắc là vừa nãy vừa mới nấu cơm ấy đúng không? Và vẫn trong vẫn còn cơm này cô bác. Hãy nghỉ ngơi một lúc thì xem có công việc gì thì đi hộ ông nhé. Vâng. Anh thì anh Sử thì hôm nay chắc là đi đổi công rồi đúng không? Vâng. À, ông thì đang ở ngoài này cô bác. Thì máy này thì lôi ra chắc là để thổi thóc ấy nhỉ? Nhà còn thóc à? Còn một bao à? À, cái máy này thì là cái máy để thổi cái vỏ thóc ấy cô bác, cho nó bớt ra cái vỏ cháu đi. Đàn gà của các em thì giờ không biết mỗi con là đi một nơi để kiếm mồi rồi cô bác. Ở bên kia thì có 2-3 con. Ôi, cái củ này đào xuống đây rồi à? Nữ khâu nào bà dê nữa? Nữ khâu nào bà? Mùa cái nữ khâu nào bà cái này? Khâu nào đó? Ờ. Nữ mình yếu lên em tập hòn nhái mà chứ mày nữa. Ờ. Em hồi Hải bị hòn nhân rồi. Vấn đề chủ rất hốc cả đá dê vấn nè. Mít khâu chín sát khâu. Ồ, mít khâu chín sát khâu ra, nào khâu ra đấy. Ồ. Lê ổ ổ nên bầu ra. Ồ. Em Hải thì về đến nhà cô bác, không có nghỉ ngơi luôn. Là phụ ông để làm những công việc giúp cho ông bớt cái gánh nặng đi. Cho lợn ăn rồi à? Lợn thì còn mấy con đấy? 2 con. Còn 2 con thôi à? Cẩn thận nó sỏng ra nhá. Đây là những cái công việc mà hàng ngày em Hải là đi học về để phụ giúp đỡ cho gia đình cô bác. Một người, một em bé, một cậu bé mà năm nay lên lớp 8, biết rất là nhiều thứ và biết rất là nhiều chuyện để làm luôn. Và sắp tới thì chuẩn bị sẽ tiến hành mà khởi công nhà của em thì chắc chắn là gia đình thì cũng sẽ phải là bận thêm, bởi vì là hộ cháu Lực này, hộ bạn Trình này để đun nước hay là làm gì đó cô bác. Nếu mà hôm nào mà bà con mà ra hộ thì mình sẽ phải nấu cơm cho cả bà con nữa cô bác.
Hôm nay về còn sớm thì một tí nữa còn đi đâu làm gì nữa không? Đi cắt cỏ nữa à? Vâng. Ôi. Tí hai anh em mình cùng đi cắt nhá. Vâng. Đấy, anh sẽ đi là hộ em là vác về luôn. Nhà của các em thì thời gian vừa rồi thì cũng được các bác là đưa tiền cho ông này, thì ông cũng đã đi mua thêm hai con lợn về để nuôi, và bây giờ thì cũng lớn hơn một chút rồi, và cũng được là bác An Phạm là nhờ cháu Lực là đi mua cho các em một cái đàn gà nữa. Hầu như là cái chỗ nhà của các em ở trên này cô bác. Bây giờ thì vào chiều chiều rồi, không khí thì rất là dễ chịu luôn. Và đèn năng lượng của các em thì cháu Lực lắp cho các em thì cũng sáng cô bác nhé, chứ không phải là không có sáng đâu. Những cái đèn này thì có sáng không hả Sử? Có ạ. Có à? À, bây giờ thì đang nạp pin nó đầy rồi. Ôi sáng mạnh nhỉ. Ôi đấy, sáng rất là mạnh luôn cô bác. Cái góc học tập của các em thì rất là đủ luôn rồi. Cái bóng đèn này thì bây giờ nó đầy thì có thể sạc được 8 tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ hay là đi lấy cỏ sớm đi nhỉ. Vâng. Đấy để anh phụ em là đi lấy cỏ luôn. Vâng. Thì này thì treo ở đây được không? Được. Được à? Thế treo ở đây thì để một tí nữa là nấu cơm ăn nhá. Lấy cả cái bao đi nhá. Một tí anh em mình vác về nó sẽ, nó mới không có bị lấy hai cái nhá. Anh em mình mỗi người một cái luôn. Về đến nhà cái là không như bao các bạn khác ở trên này cô bác. Về đến nhà cái là lao đầu vào những cái công việc mà em ấy phải làm. Ngày thì đi học, chiều về thì phụ ông, phụ anh để làm những cái công việc. Và đêm đến thì lại vừa kèm cặp anh Sử để học này, vừa học bài này. Ôi là lên trên cái chỗ kia cắt luôn à? Là cắt cho nó hết đi đúng không? Nãy mà vừa không gặp anh thì chắc giờ này chưa tới nhà đâu nhờ. Mọi hôm thì có bạn nào hay đi với em nhất? Nhà chú à? Ừ. Thế có phải là có không phải là các bạn xa lánh mình đâu chứ? Không phải đâu chứ. Ừ. Anh tưởng là em bị các bạn xa lánh mới phải đi một mình như thế. Cắt ở trên kia à? Dạ. Ôi sao anh thấy cái nguồn nước này càng ngày càng ít đi rồi? Dạ. Chắc là do là trời khô nên là nguồn nước này nó ít đi cô bác. À kia còn một ít mà đã đào hết không? Cái củ này đã đào hết rồi. Cắt đi chỗ này phải cẩn thận nhá, sợ nó có con ong nhỏ kìa.
Bây giờ thì cũng được các bác là hỗ trợ cho ba ông cháu một cái ngôi nhà để cho ba ông cháu ở với nhau cho nó ấm cúng hơn cái ngôi nhà cũ của ông một chút. Và cái chỗ này thì nếu mà sau này thì sẽ đủ cả hai anh em để có cho mình mỗi người một cái ngôi nhà ở đây luôn cô bác. Chỗ này thì cũng khá là rộng. Sau này em Hải với em Sử mà lớn lên rồi, đi làm với nhau rồi, tích góp được rồi và xây cho mình thêm một cái ngôi nhà ở đây, một cái ngôi nhà ở đây nữa, thì là hai anh em mỗi người sẽ làm một cái ngôi nhà ở đây cô bác. Em Hải với em Sử thì hai anh em từ lúc mà lớn lên chỉ có hai anh em với ông là đùm bọc lẫn nhau, sẽ không có chuyện mà sau này các em sẽ xảy ra tranh chấp gì cả. Em Hải thì phải nói là được đi học thì giỏi giang hơn em Sử một chút, nhưng mà để mà cái tình cảm với cô bác thì là em Hải cái đấy thì em biết rất là rõ, cho nên là quý người anh của mình, biết là người anh của mình đã hy sinh cho mình là bao nhiêu. Cái chỗ đấy thì hôm nọ là Châu ăn đi đúng không? Thế thì tí phải cắt lên trên này một tí này. Không biết là tí anh Sử có về là vác hộ em không nhỉ? Bây giờ em cắt ở đĩa luôn này, đĩa này, xong tí anh buộc vào đây. Nếu mà anh Sử mà không có bận đi đâu công việc gì thì hai anh em là đi đâu cũng cùng đi lấy củi, đi lấy cỏ hay là như nào nữa, hai anh em mà cùng đi hết cả. Nhưng mà bây giờ thì em Hải cũng phải đi học và anh Sử thì ở nhà làm những công việc gì, có hôm hàng xóm có công việc gì thì anh Sử là phải đi ra hộ người khác rồi, chứ không sau này nhà mình mà có làm cái việc gì đấy thì không được người ta ra hộ, thành ra là mình sẽ gọi là người ta sẽ gọi là mình là lười. Có khi cái phần nền của các em như này thì chắc phải đào độ tầm 3-4 hôm thì mới xong được. Phải nói là hai anh em ai cũng đều rất là chịu khó để lo cho cái cuộc sống của ba ông cháu. Em Hải thì có thương anh Sử không? Có ạ. Thương như nào? Thương bởi vì em đi học thì chỉ có anh Sử làm việc thôi ạ. Thương là bởi vì là em được đi học, anh Sử không được đi học đúng không? Vâng. Là anh Sử nhường cái phần đi học cho mình đúng không? Vâng. Đấy, thì em sau này phải làm sao mà phải là đối xử thật tốt với anh mình nhá. Vâng. Hay là để ra đây anh cắt cho một lúc nhá. Dạ. Ra đây anh cắt cho. Cắt cỏ cho em một chút. Phụ em ăn Hải luôn. Cái chỗ này thì chắc là phải cắt ra hết cô bác. Và sau này thì phải chặt hết cái cây này đi này. Đấy, cây ở xung quanh nhà thì sau này phải chặt hết đi.
chứ không là nó to ra thì sau này có cơn gió nào mà nó đổ vào nhà thì lúc đấy lại có vấn đề gì xảy ra. Anh bị ong đốt hay sao? Phải đã nhìn thấy tụi ong bay không? Có. Ủa? Dạ. Anh bị đốt hay sao? Hay là Hải không vác nữa nhá, để anh vác nhá. Đây, cầm cái này đi. Hải chưa vác nữa, để anh không hình như cái vác đâu. Hải cầm cái liềm nhá. Dạ. Đi đi, hai anh em mình đi đi. Dạ. Lấy một bác nhỏ thì cháu Lực sẽ hộ em Hải là bác luôn. Cho em ấy cầm cái liệm đi thôi. Cái chỗ này hay có tổ ong nhỏ ấy nhờ. Dạ. Anh Sử là cũng bị đốt ở trên đấy mấy phát rồi đấy nhờ. Dạ. Mấy lần rồi đấy. Em đã bị ông kia đốt bao giờ chưa? Dạ. Rồi á? Dạ. Đau lắm ấy, ông ấy đốt đây. Dạ. Mặc dù con nó rất là nhỏ nhưng mà đốt nó rất là đau. Có súng à? Thôi nào, sử hái cái mới này đi. Anh mới để được vào chứ. Anh nên mỏi quá rồi. À, có cỏ nhiều đấy. Thôi đóng vào đi. Cái đó cái nào hơn nè. Ồ. Ông thì ở nhà thì đi lấy rau lợn này có bác. Ôi Hải đâu ấy? Đi tưới rau à? Tưới rau à? Dạ. À trời hôm mấy hôm nay trời nắng là phải tối về là phải tưới rau đấy nhờ. Dạ. Một cái cậu bé mà về đi học về đến nhà không dành thời gian ra để mà đi chơi hay là la cà đâu. Đi học đúng giờ và nghỉ đi học đúng cái giờ nghỉ và em ấy về luôn. Và những cái thước phim này thì cháu Lực xin ghi hình lại là cái hình ảnh của một cái cậu bé mà trong lúc mà người anh mình đi vắng thì sẽ ở nhà và làm cái gì.
Cái rau cải này thì có vẻ là nó không hợp ở đây mấy nhỉ? Vâng. Đi rau muống đi. Cái rau cải này thì có vẻ là nó không hợp mấy cô bác ạ. Chỉ có cái rau muống này lên rất là tốt này. Cái chỗ phần này thì có vẻ là xanh hơn này. Cái chỗ bên này thì chuẩn bị là được ăn một bữa thôi cô bác ạ. Gần nhà các em thì ở đây có một cái tảng đá rất là lớn luôn này cô bác. Hải có bao giờ lên trên tảng đá này ngồi không? Dạ. Rồi á? Dạ. Lên trên đấy ngồi để hóng gió à? Dạ. Anh Sử nếu mà để anh hát tiếng Mông thì anh hát được không? Không biết ạ. Không biết á? Dạ. Thế có bao giờ chưa nghe anh Sử hát bao giờ à? Chưa ạ. Chưa? Chắc phải đi lấy thêm một bình nữa nhỉ? Vâng. Lấy trên này này, nước trên này này. Đây để anh đi múc cho. Đây, đây Hải ơi. Vâng. Như các em không biết thì cháu Lực lên và cháu Lực chỉ dạy các em thì các em cũng không bao giờ gọi là lười nhát để đấy, không bao giờ chăm sóc cả cô bác. Mọi cái mà cháu Lực lên bảo các em thì các em đều làm rất là nhanh nhẹn cô bác. Như là những cái nồi cơm điện này, cái máy quạt này, cái bình năng lượng mặt trời này được các bác nhờ cháu Lực mua lên cho các em. Thì những cái đồ đấy các em rất là gìn giữ và rất là cẩn thận cô bác ạ. Đi học như này thì cô giáo bảo hôm nào khai giảng? Cô giáo chưa bảo đâu ạ. Cô giáo chưa bảo đâu à? Vâng. Ui, anh thấy đây có con ong mật này. Ở gần đây có tổ ong mật nào không? Có ạ. Có ạ, ở đâu? Trên kia. Ở trên kia? Vâng. Đã lấy chưa? Chưa đâu. Chưa đâu, chưa lấy đâu à? Vâng. Cái này phải mang đi về nhà cất nhá, không để đây nhá. Để đây đêm sợ là ai đi qua đây thì lấy đi ạ. Đấy thì mua cũng rẻ thôi, nhưng mà mình cũng phải là biết gìn giữ. Đấy, người ta bảo là cái cổ biền mà tại người mà. Ở đây thì được em trồng cái gì ạ? Cái đố à? Đố à? À, ở đây thì cũng được là ba ông cháu trồng hai cái thửa đố này cô bác. Ở dưới này thì cũng có một thửa nữa. Ở bên này là cũng tận dụng là để trồng gừng luôn này. Này thì không phải tưới nước à? Không phải đâu ạ. Không phải đâu á? Vâng. Cái này thì mấy nữa mình phải trồng cột đúng không? Vâng. À. Bây giờ thì làm xong mọi thứ rồi lại phải đến giờ mà nấu cơm rồi đấy nhỉ? Vâng. Ông thì đang đi giấy rốt lợn. Còn anh Sử thì là người mà gọi là có trọng trách với gia đình, là phải đi hay đi thường xuyên đi giúp gia đình người ta này.
Sau này mỗi lần mà cho nó đi uống nước thì uống được tận đâu? Ở nhà thôi ạ. Ở nhà, vâng. Nhưng mà có phải xách ra đây cho nó không? Không phải đâu ạ. Không phải đâu ạ. Củ này là sáng nay ông tự đi đào về à? Dạ. Hay là hôm qua đã đào về rồi? Sáng nay ông tự đào. Sáng nay ông tự đào à? Dạ. Ông thì hay đào là mang ra đây mới rửa nhỉ? Dạ. Chẳng mấy chốc là lúa nhà em lại được gặt rồi đấy nhỉ? Dạ. Bí ở trên này thì chết hết rồi. Dạ. Nọ thì lên rất là tươi tốt cô bác, nhưng mà cũng gần hết mùa bí rồi và nó cũng đã chết và héo đi rồi. Tối nay thì anh Sử có về ăn cơm không? Không biết à? Dạ. Bây giờ thì cũng đã đến giờ nấu cơm của ba ông cháu rồi cô bác. Ông thì đang là chuẩn bị là đun bếp củi thêm một tí để xào rồi. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ bảo với ông là tí thái thịt này nhé. Ông à dê ông ở bát nước này xèn nó. Ừ. Đấy. Còn nước này xèn nó hốc phao không? Hốc phao không? Ừ. Bao cả phái mới. Ờ, eo là tập phái chứ, con nè. Hầu như là lần nào lên cháu Lực cũng thấy là ông đều mặc một cái bộ quần áo như này và màu đen à, nhưng mà gọi là quần áo của ông thì có nhiều bộ nhưng mà bộ nào cũng là bộ màu đen như này hết cô bác. Thành ra là các bác cũng có hỏi cháu Lực là ông không có quần áo hay sao mà lại mặc lại một cái bộ như này. Vì thưa cô bác là có nhiều bộ nhưng mà nó cùng một màu với nhau, tại vì là đây là cái màu áo truyền thống dân tộc, cho nên là không có nhộm một màu khác nữa, chỉ trừ màu đen thôi các bác ạ. Hải thì cắm một lần thì mấy bát cơm? Hai bát ạ. À là đông bằng cái ống này đúng không? Vâng. Là hai ống đúng không? Vâng. Hôm nào mà có nhiều người thì mình cắm nhiều à? Vâng. Đây là bao gạo à? Vâng. Ba gạo thì vẫn còn nhiều nhỉ? Vâng. Chỗ này thì chắc rơi đâu đó tầm là 5-60 cân đấy. Từ khi có nồi cơm điện như này thì có thích không? Có ạ. Đấy, mình cắm cơm xong thì là mình đi xào thức ăn. Là lúc mà xào xong thì cơm cũng đã chín rồi nhỉ? Vâng. Một cái dáng người rất là nhỏ và nhưng mà rất là chịu khó của bác à, cũng biết là anh mình là nhường cái sự đi học để cho mình đi học sau này mình không bao giờ quên được ơn người anh của mình đã dành hết tất cả tuổi thanh xuân để lo lắng cho mình, chia sẻ những cái thước phim của các em lên thì cũng được rất là nhiều quý ông bà là yêu mến các em. Dùng cái khăn lâu đấy nhá. Dạ. Lâu cho nó khô nước đi rồi thì mình cắm cơm được. Vừa rồi thì cắm để hai ông cháu ăn rồi đấy. Anh một tí nữa không anh lại đi về đấy.
Tí anh đi về rồi. Lên nhà em ăn cơm nhiều lần quá và ngại lắm. Lâu lâu mới ăn một bữa thôi mà. Em còn nhớ là bác nào mua nồi cơm điện này cho mình không? Có ạ. Có à? Có. Cái ổ điện này thì đừng để cái nước mà rơi vào cái ổ nhá. Vâng. Không mà nó chập đấy. Cắm đến không? Cắm đến không? Đến ạ. Được không đấy? Ông thì càng ngày càng nhìn thấy cháu của mình lớn lên và ngoan ngoãn học giỏi như này thì cũng không uổng công cái công sức mà ông đã phải hy sinh cái bản thân của mình rất là nhiều để nuôi nấng các em mà lớn lên. À, một tí nữa thì em lấy thịt ở kia sao nhá. Vâng. Đấy. À, hôm nay thì cháu Lực lên với các em thì gọi là lên thăm các em thôi và bắt gặp em Hải là đi học về, tiện thể là qua chợ và mua thịt luôn cho các em. Ở đây thì hôm nay thì được người ta mổ lợn là mấy khó thịt lợn thôi chứ cô bác, chứ không phải đợi tới hôm cuối tuần thì mới có lợn để mà người ta bán. À, cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.